Mình xin chào mọi người. Thì trong bài ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục cái chủ đề là từ nối. Thì như cái phần bài 1 đó, như mọi người đã học rồi á, thì mình hy vọng rằng mọi người đã có thể ứng dụng được một vài cái từ nối cơ bản để trong cái việc giao tiếp của mình nó được suôn sẻ, cũng như là cái ý tưởng của mình đó, nó được thể hiện một cách chính xác hơn. Thì hôm nay mình sẽ đi vào những cái từ nối còn lại trong tiếng Anh ha. Mình sẽ có là consequently. Do đó, như cái bài lần trước mình đã có là as a consequence, kết quả là, nó bằng với as a consequence, kết quả là. Đó, mình nói một cái mệnh đề nào đó và kết quả là cái mệnh đề thứ hai. Còn cái consequently này là do đó. Đó. Thì mình sẽ có ví dụ là he loves her so much. Anh ấy yêu cô ấy rất nhiều. Consequently, do đó, he wants to get married with her. Anh ấy muốn get married, là kết hôn với her, cô ấy. Tiếp theo là for this reason. Reason là lý do. For this là vì cái lý do này. À, mình có ví dụ là these two shirts are so ugly. These two, hai cái này, shirts, hai cái áo sơ mi này are so ugly, rất là gớm, gớm, không có đẹp á. For this reason, vì cái lý do này, there is no need to compare. There is no need, nguyên cụm từ này có nghĩa là không có lý, không cần phải đó. Không cần phải compare là so sánh, không cần phải so sánh. Tiếp theo mình sẽ có những cái từ như là hence, so, therefore và thus. Tất cả những cái từ này thì mình hay dùng là so và therefore. Còn cái chữ hence và chữ thus, thus này thì mình ít dùng, nhưng mà ý nghĩa của nó thì đều là vì vậy. Ví dụ như là she accepted his proposal. Accepted là đã chấp nhận. Proposal là cái lời cầu hôn. Trong kinh doanh thì nó có thể là một cái đề xuất, đề nghị, còn ngoài ra nó còn có nghĩa là cầu hôn. Cô ấy đã chấp nhận cái lời cầu hôn của anh ấy, and thus, và vì vậy became, đã trở thành his wife, vợ của anh ấy. Tiếp theo mình có là after all, sau tất cả. Thì mình đọc nối âm r và âm r này lại thì nó sẽ thành là after all. Rồi mình có ví dụ he still felt hungry after all those bread. Đây, cái cách dùng của cái này là như vậy nè. Anh ấy still là vẫn, felt là cảm thấy, hungry là đói. After all, sau tất cả, those bread, những cái bánh mì này, ý là sau khi mà ăn hết những cái bánh mì này, anh ấy vẫn còn cảm thấy đói. Ý cách dùng của nó là như vậy. Mình có tiếp theo at last, finally, eventually, cuối cùng. Cuối cùng, khi mình nói cái gì đó hết và mình kết luận lại thì mình dùng những chữ này. This event eventually gathered 50,000 people. This event, cái sự kiện này, eventually, cuối cùng, gathered, đã gom được hoặc là đã gọi là tụ tập được 50.000 người. In brief là nói chung, nói tóm lại, cũng là để kết thúc cho một cái bài viết, một cái câu chuyện. I have decided to leave job. In brief, nói chung là I have decided là tôi đã quyết định to leave job, để gọi là bỏ việc, nghỉ việc. Ngoài ra thì mình có các cách nói là in closing, close là đóng lại, tóm lại. In conclusion, conclusion là kết luận. In summary là tóm tắt. In short cũng vậy, đều là tóm lại, kết luận lại. On the whole, tức là nói chung, on the whole, nói chung. To conclude, để mà kết luận. Hoặc là to summarize, để tóm lại. Đó, to summarize, ví dụ để tóm lại. Thì tôi xin kể một câu chuyện như vậy, hay là để tóm lại thì tôi có một cái câu nói như thế này. Đó, thì cái cách để cho mình kết thúc một cái bài nói, một bài viết như vậy. Ngoài ra mình có cái cách để đưa ví dụ, như là mình dùng là as an example, for example. Cái for example này mình dùng rất là nhiều nè. For instance, cách này mình cũng giống for example, specifically, một cách chi tiết ra, cách cụ thể ra. To illustrate, để minh họa. Such as là ví dụ. Nói chung tất cả những cái này mình nói xong sau đó mình đưa ra ví dụ minh họa. I would like to eat many kinds of cake. For example, cheese cake. I would like là tôi muốn eat, ăn many, nhiều kind of, loại cake, bánh, tôi muốn ăn nhiều loại bánh. For example, ví dụ như là cheese là phô mai, cake, bánh phô mai.
Hoặc mình có là there are many types of movies such as comedy, crime and drama. Có nhiều cái type là loại phim ảnh, movie such as ví dụ như là comedy, hài kịch, crime là dạng phim về tội phạm á. Hoặc là drama là phim truyền hình. In fact, thực tế là trên thực tế, in fact now she feels regretful. Trên thực tế là bây giờ cô ấy feels, she feels cô ấy cảm thấy regretful là hối tiếc. Especially, đặc biệt là chữ này cũng rất là hay dùng nè mọi người. Ví dụ tôi thích cái này, đặc biệt là cái này. I like eating ice cream, especially in the winter. Tôi thích eating, sau like động từ phải thêm in là eating. Tôi thích ăn ice cream là kem, especially đặc biệt là in the winter vào mùa đông. Ngoài ra thì mình còn có cái chữ indeed. Chữ indeed này là ít khi mình dùng nè, cũng là mang nghĩa là thật sự là. Ví dụ như mình có cái hoàn cảnh, mình có cái ngữ cảnh là it was not expected to last long and indeed it took less than 3 weeks. Nó was not expected. Mình thấy cụm này chính là câu bị động. Không được mong chờ, không được hy vọng á, là last long là kéo dài. Nó không được hy vọng là sẽ kéo dài. And indeed và thật sự là it took, nó đã lấy less than, ít hơn 3 weeks, 3 tuần. Có nghĩa là ít hơn 3 tuần và đúng như kỳ vọng, tại vì kỳ vọng người ta là không có kéo dài. Hoặc là mình sẽ có lại she's coming, cô ấy đang đến hả? À, cô ấy đang đến phải không? Yes indeed. Ừ, thật á. Ờ, thiệt á. Ý là như vậy. Yes indeed. Ừ, thật á, thiệt á. Ngoài ra mình có chữ above là cái này nó là chỉ mình thêm vào ha, nó chỉ cái phần vị trí. Nó không phải là từ nối mà nó chỉ vị trí. Ví dụ là many kites are flying above my head. Nhiều cái con diều are flying, đang bay above trên my head, đầu của tôi. Chữ above này mình phân biệt với chữ on như thế nào? Mình không có nói là cái những con diều này flying on my head. No. Bởi vì khi mình nói chữ on có nghĩa là cái đối tượng, cái vật đó nó phải dính vào cái đối tượng đó. Ví dụ như mình có một cái cây, mình nói là cái đồng hồ nó treo ở trên tường on the wall. Thì cái đồng hồ nó dính vô cái tường thì mình mới gọi là trên tường. Còn cái này là mình tưởng tượng ví dụ như diều nó bay ở trên cao trên đầu mình, nó không có đụng vào cái vật thể như là cái đầu mình, mà nó bay cao trên, nó có một cái khoảng không cách ra như vậy thì gọi là above. To the right, về phía bên phải. If you turn to the right, you will see a luxury restaurant. Nếu như turn to the right, nếu như bạn rẽ bên phải á, you will see, bạn sẽ nhìn thấy a luxury, xa xỉ, restaurant, một cái nhà hàng hạng sang. Tiếp theo mình có in other words, nói cách khác. Chữ này mình cũng dùng rất là hay, nói cách khác. In other words, she has to give up singing. Nói cách khác, cô ấy has to phải give up. Là phrasal verb có nghĩa là từ bỏ, singing, ca hát, cô ấy phải từ bỏ việc ca hát. Sao give up, động từ thêm in. Vậy sao nó là giới từ mà up. Tiếp theo mình có afterward, về sau. What happened to him afterward? No one knew. What là những gì happened, đã xảy ra to him, với anh ấy. Afterwards, về sau. No one knew. Không ai biết cả. Tức là những cái gì xảy ra với anh ấy về sau đó thì không ai biết cả. At the same time, và cùng một thời điểm. She makes me feel happy and sad at the same time. Cô ấy makes me, làm cho tôi feel, cảm thấy. Happy là vui vẻ và sad là buồn. Cùng một thời điểm thì cô ấy làm cho tôi cảm thấy vui và buồn. Tiếp theo, immediately là ngay lập tức. Chữ này nó đồng với nghĩa với chữ là at once. Đây, hai chữ này là hoàn toàn giống nhau. Các bạn học sinh nên chú ý chỗ này ha. I have to do my homework immediately when I get off in the afternoon. I have to, tôi phải nè. Do my homework, làm bài tập về nhà. Immediately, ngay lập tức. Khi mà, when I get up, tôi thức dậy. In the afternoon, vào buổi chiều. Thì cái lý do tại sao mình dịch từng chữ như vậy, nó rất là dễ cho mọi người, để mọi người học từng cụm như vậy. Bởi vì khi mình học tiếng Anh á, đúng nguyên tắc mình sẽ phải học cụm từ và học liên quan đến một câu hoặc một vài câu, một cái đoạn văn. Làm như vậy thì mình sẽ định hình và phát triển từ vựng nó đúng hướng hơn là mình học từng chữ riêng lẻ. Bởi vì khi mình học từng chữ riêng lẻ thì đến khi mình ghép vào một câu á,
nó không phải sử dụng như tiếng Việt của mình đâu. Nó không phải là chữ nào rồi mình ghép chữ đó vô. Và cái cách dùng, cách nói chuyện của người nước ngoài cũng khác. Cho nên là cái việc mà mình học á, thì mình nên học theo cụm từ. Ví dụ như khi mình gặp một câu này: Do my homework. Mình biết do là làm, my là của tôi, homework là ta về nhà. Nhưng mà khi mà mình học chữ homework này, mình nên học chung cho một cụm từ là do my homework. Ừ. Chứ mình đừng học riêng từng chữ. Đó. Immediately thì không nói rồi. Rồi get up thì là nguyên một cụm từ rồi. Đó. Hoặc là makes me feel, giống như vậy, makes me feel, làm cho tôi cảm thấy. Cái này mình cũng hay nói nè, cái bộ phim này làm cho tôi cảm thấy nhớ nhà, ví dụ như vậy. In the past, trong quá khứ, he built many houses in the past. Anh ấy đã xây many houses, nhiều ngôi nhà, in the past, trong quá khứ. Previously, trước đó. For a few years previously, this province were affected by the drought. Cái chữ drought này nè, mọi người nhớ cẩn thận, đặc biệt là bọn học sinh nha, nhớ đừng đọc đại nha. Chữ này mình phải tra từ điển thì mình mới biết cái cách đọc của nó. Drought, âm AU. Một vài năm trước đây thì this province, cái tỉnh này was affected, bị ảnh hưởng bởi drought là hạn hán. Tiếp theo là generally là nói chung, tổng quan lại. It generally takes us 3 days to complete the task. Nhìn chung là nó đã take us, lấy của chúng tôi 3 ngày. To complete là để hoàn thành the task. Giống như trong cái câu này, mình sẽ học nguyên cái cụm từ là complete the task, là hoàn thành cái nhiệm vụ. Thì nó thì chứ mình đừng có học riêng lẻ từng chữ một. Overall, nói chung, overall the meeting was a success. Nói chung thì cuộc họp này là một cái sự thành công. A success, đây là danh từ. A success, một cái sự thành công. Ngoài ra mình nói là in general, on the whole, all things considered, mọi thứ đã được xem xét, được cân nhắc. In particular là nói riêng. Mình có in general là nói chung, thì in particular là nói riêng. Thường trong các bài luận mình hay nói những cái kiểu này là nói nhìn chung, nói chung và nói riêng. The population problem in Hanoi in particular is serious. Cái vấn đề ô nhiễm, đây nguyên cụm từ population problem in Hanoi, ở Hà Nội in particular, nói riêng thì rất là nghiêm trọng. Ví dụ như vấn ô nhiễm ở Việt Nam nhìn chung thì khá nghiêm trọng, nhưng mà nói riêng ở Hà Nội thì ví dụ như là is very serious, là rất là nghiêm trọng. Ví dụ như vậy. Ngoài ra mình sẽ có là particularly. Nó giống như chữ hồi nãy mình nhìn là in general thì nó có sẽ có generally. In particular có particularly. Hoặc là mình có là specifically, hoặc là to be more precise. To be more precise là để chi tiết hơn. In my opinion, cái này dùng rất là nhiều. Thay vì mình nói I think tôi nghĩ, thì mình nói là in my opinion. She's a great singer in my opinion. Theo như tôi nghĩ thì cô ấy là một great singer, một cái ca sĩ tuyệt vời, xuất sắc. From my point of view, cái point of view này là quan điểm. Nguyên cụm từ này mọi ha, point of view, mình học ba chữ này luôn. Từ cái quan điểm của tôi. He has done nothing wrong. Anh ấy đã làm nothing, không có cái gì, wrong là sai, anh ấy không làm gì sai cả. Ngoài ra mình có personally, về mặt cá nhân. From my perspective, về cái quan điểm của tôi, từ cách nhìn của tôi. It seems to me that, nó dường như với tôi rằng. I believe that, tôi tin rằng. It appears to me that, nó dường như. Appear là dường như là nó xảy ra, nó dường như với tôi rằng. Nó kiểu như một cái cách nói khác để mà mình trình bày cái quan điểm, cái suy nghĩ cá nhân của mình. Only to, thì cái chữ only to này nó bằng với because of, on account of, due to. Đây là những cách nói đối với chữ bởi vì. Only to an immediate heart break, he was taken to the hospital. Only to là bởi vì, an immediate, một cái bất ngờ, heartbreak là giống như là đột quỵ á mọi người. Bẻ tim á, heart là trái tim, break vỡ vỡ tim, rồi giống như kiểu như mình nói là vì đau tim á, một cái sự đau tim đột ngột. He was taken, đây là câu bị động, was taken, được mang to đến the hospital, bệnh viện. Thì cái sự khác biệt của chữ because đó là sau because là một mệnh đề. Một mệnh đề có nghĩa là đủ một câu, có chủ ngữ, vị ngữ đầy đủ. Còn tất cả những còn lại là on
account of hay là because of hay due to thì sau đó là một cái danh từ, cụm danh từ chứ nó không cần phải là một mệnh đề. Ví dụ như mình có ví dụ nha, because of a surprising party, she was really happy. Mình thấy là a surprising party, đây là một cụm danh từ, không phải là một câu. Nó không có chủ ngữ động từ. Nó chỉ có là a an, một cái mạo từ. Surprising là một cái tính từ. Và đó, party là một cái danh từ, một cụm từ thôi. Bởi vì một cái party, một cái bữa tiệc bất ngờ mà cô ấy really thực sự happy, rất vui vẻ, hạnh phúc. Từ cuối cùng mình học là respectively. Chữ này chắc chắn luôn khi thi IELTS hoặc là những cái kỳ thi viết mà mình dùng được những cái chữ này, nó rất là hay. Đặc biệt là khi mà mình miêu tả biểu đồ thì việc mà mình bị hạn chế số lượng từ, thêm vào đó nữa là để thể hiện cái năng lực viết bài của mình, mình nên biết cái từ này respectively. Ví dụ như Tappy and Anna are 1 and 28 years old respectively, có nghĩa là khi người đọc câu này, người ta sẽ hiểu rằng Tappy và Anna là 1 tuổi và 28 tuổi theo thứ tự lần lượt, có nghĩa là Tappy 1 tuổi và Anna là 28 tuổi. Đó, mình không cần phải nói là Tappy is 1 year old and Anna is 28 years old. Mình không cần nói hai câu như vậy, mà mình chỉ cần gom vào một câu, dùng một từ respectively. Thậm chí nó có thể dùng cho 3 đến 4 cái cũng được. Ví dụ mình nói là A, B, C, D thì là A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy respectively. Người ta vẫn hiểu. Đó, cho nên là cái chữ này nó rất là hay. Trời, thì bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Mình sẽ là cố gắng tìm những cái chủ đề nó hữu ích và phổ biến cho mọi người, để mọi người học tiếng Anh, để mà có thể là giống như là chám lại những cái điểm khuyết hoặc là những cái điểm nào mọi người cảm thấy là đang còn cần phải cải thiện hơn, để cho cái việc mà mình nói tiếng Anh nó được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Mình xin chào mọi người.